giới di động thông minh Mai Huy xin kính chào quý khách. Thế giới di động thông minh Mai Huy chuyên cung cấp các dòng sản phẩm smartphone cao cấp như Oppo, Realme, iPhone, Samsung. Ngoài ra, chúng tôi chuyên bán sỉ, bán lẻ phụ kiện điện thoại chính hãng như cáp sạc, tai nghe, pin dự phòng, kính cường lực và rất nhiều đồ chơi công nghệ khác với cam kết hàng chính hãng 100%, chất lượng, uy tín. Tưng bừng khai trương khuyến mãi cực hấp dẫn, đặc biệt từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, giảm giá tất cả các sản phẩm khi mua tại cửa hàng. Điện thoại giảm 10%, phụ kiện giảm 30%, dán cường lực 5.000 đồng, ốp lưng đồng giá 15.000 đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% với tất cả các dòng sản phẩm smartphone. Và để cảm ơn tất cả quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã ủng hộ shop điện thoại Mai Huy, quý khách khi mua bất kỳ smartphone nào tại Mai Huy 1 và Mai Huy 2, từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020, sẽ nhận ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng với bộ quà tặng như sau. Một giải đặc biệt, TV màn hình phẳng 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Một giải nhất, điện thoại Realme 5 trị giá 3.990.000 đồng. Một giải nhì, loa karaoke trị giá 2.990.000 đồng. Ba giải ba, một tai nghe Bluetooth trị giá 550.000 đồng và rất nhiều phần quà có giá trị khác. Nhanh chân đến ngay thế giới di động thông minh Mai Huy, mua sắm thả ga không lo về giá, cùng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhân dịp khai trương. Địa chỉ chợ Câu 2, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 0935 399 444. Xin trân trọng kính mời. Thế giới di động thông minh Mai Huy xin kính chào quý khách. Thế giới di động thông minh Mai Huy chuyên cung cấp các dòng sản phẩm smartphone cao cấp như Oppo, Realme, iPhone, Samsung. Ngoài ra, chúng tôi chuyên bán sỉ, bán lẻ phụ kiện điện thoại chính hãng như cáp sạc, tai nghe, pin dự phòng, kính cường lực và rất nhiều đồ chơi công nghệ khác với cam kết hàng chính hãng 100%, chất lượng, uy tín. Tưng bừng khai trương khuyến mãi cực hấp dẫn, đặc biệt từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, giảm giá tất cả các sản phẩm khi mua tại cửa hàng. Điện thoại giảm 10%, phụ kiện giảm 30%, dán cường lực 5.000 đồng, ốp lưng đồng giá 15.000 đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% với tất cả các dòng sản phẩm smartphone. Và để cảm ơn tất cả quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã ủng hộ shop điện thoại Mai Huy, quý khách khi mua bất kỳ smartphone nào tại Mai Huy 1 và Mai Huy 2, từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020, sẽ nhận ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng với bộ quà tặng như sau. Một giải đặc biệt, TV màn hình phẳng 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Một giải nhất, điện thoại Realme 5 trị giá 3.990.000 đồng. Một giải nhì, loa karaoke trị giá 2.990.000 đồng. Ba giải ba, một tai nghe Bluetooth trị giá 550.000 đồng và rất nhiều phần quà có giá trị khác. Nhanh chân đến ngay thế giới di động thông minh Mai Huy, mua sắm thả ga không lo về giá, cùng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhân dịp khai trương. Địa chỉ chợ Câu 2, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 0935 399 444. Xin trân trọng kính mời. Thế giới di động thông minh Mai Huy xin kính chào quý khách. Thế giới di động thông minh Mai Huy chuyên cung cấp các dòng sản phẩm smartphone cao cấp như Oppo, Realme, iPhone, Samsung. Ngoài ra, chúng tôi chuyên bán sỉ, bán lẻ phụ kiện điện thoại chính hãng như cáp sạc, tai nghe, pin dự phòng, kính cường lực và rất nhiều đồ chơi công nghệ khác với cam kết hàng chính hãng 100%, chất lượng, uy tín. Tưng bừng khai trương khuyến mãi cực hấp dẫn, đặc biệt từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, giảm giá tất cả các sản phẩm khi mua tại cửa hàng. Điện thoại giảm 10%, phụ kiện giảm 30%, dán cường lực 5.000 đồng, ốp lưng đồng giá 15.000 đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% với tất cả các dòng sản phẩm smartphone. Và để cảm ơn tất cả quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã ủng hộ shop điện thoại Mai Huy, quý khách khi mua bất kỳ smartphone nào tại Mai Huy 1 và Mai Huy 2, từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020, sẽ nhận ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng với bộ quà tặng như sau. Một giải đặc biệt, TV màn hình phẳng 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Một giải nhất, điện thoại Realme 5 trị giá 3.990.000 đồng. Một giải nhì, loa karaoke trị giá 2.990.000 đồng. Ba giải ba, một tai nghe Bluetooth trị giá 550.000 đồng và rất nhiều phần quà có giá trị khác. Nhanh chân đến ngay thế giới di động thông minh Mai Huy, mua sắm thả ga không lo về giá,
cùng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhân dịp khai trương. Địa chỉ: chợ Câu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0935 399 444. Xin trân trọng kính mời.